Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại đây đang có mặt tại The Big Midtown Phú Mỹ Hưng. Sau quá trình thiết kế và thi công thì bây giờ Red Tick sẽ bàn giao căn hộ mang phong cách American cho anh Francis Hùng. Hãy cùng Red Tick xem hết video để biết thêm về căn hộ này nhé. Dạ, em chào anh Hùng ạ. Chào em. Dạ, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là cơ duyên nào mà anh biết đến và chọn Red Tick làm đơn vị thiết kế và thi công nội thất cho căn hộ của mình được không ạ? À, cảm ơn em. Anh thì không có cơ duyên nào hết, bị anh không tin vào cơ duyên. Yeah. Mà anh đi xem một cái showroom về bất động sản. Yeah. Một trong những cái nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng đó là Phú Mỹ Hưng. Yeah. Và một trong những sản phẩm được thiết kế bởi Prestige, và anh thích, anh liên lạc và đề nghị thực hiện cái dự án tương tự như vậy cho anh. Dạ, là một người mà sống ở Mỹ nhiều năm á, thì anh có cảm nhận như thế nào về phong cách American mà Red Tick đã thực hiện qua căn hộ này không ạ? Thì nó rất là American. Nghĩa là nó toát lên cái phong thái của cái nền văn hóa Hoa Kỳ trong từng cái đường nét thiết kế cũng như là thi công của căn hộ. Anh có thể dùng một từ mô tả, anh nghĩ là nó chính xác trong cái sản phẩm mà anh đang có cái trải nghiệm ở đây, đó là sắc sảo. Sắc sảo trong từng cái đường nét, sắc sảo trong từng cái hạng mục thi công, sắc sảo trong từng cái tính năng sử dụng của các cái vật dụng ở trong cái căn hộ. Bố trí không gian tận dụng được tất cả những cái gì sẵn có trong một cái diện tích có giới hạn, nhưng mà phát huy được tối đa cái công năng của nó. Cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì đối với người Mỹ thì cái tính hữu dụng luôn được đề cao. Chứ người Mỹ không thực hiện những cái gì mà nó lãng phí mà không mang tính thực tiễn sử dụng. Cho nên cái concept về American thì Prestige thực hiện rất tốt. Dạ, vậy thì căn hộ mang phong cách American ở bên Mỹ so với ở Việt Nam thì anh có thấy điểm gì khác nhau không ạ? Nó khác nhau ở chỗ ở bên đó người ta không gọi là phong cách American bởi vì họ là American. Nhưng mà ở Việt Nam thì bởi vì mình làm theo cái phong cách của họ cho nên nó phải đảm bảo cái tính chuẩn xác với cái kiểu ở của cái người Mỹ. Tuy nhiên có một cái sự khác biệt lớn, đó là về không gian. Dĩ nhiên ở bên Mỹ thì đất đai rộng rãi, cái thiết kế căn hộ nó sẽ rộng hơn, đó là một cái thực tế. Tuy nhiên những cái căn hộ ở Việt Nam như thế này mà thể hiện được cái không gian thoáng đãng như cái căn hộ thực tế ở bên Mỹ đó thì đã là một cái thành tựu rất là đáng khích lệ, rất là đáng phải ngưỡng mộ rồi. Dạ, anh có thể chia sẻ thêm là lý do tại sao mà anh chọn phong cách American cho căn hộ của mình được không ạ? Anh thích tính hệ thống, chuẩn mực và trật tự và quen thuộc. Tại vì anh di chuyển rất nhiều, nếu mà từng giây từng phút phải đối phó với những điều xa lạ, không quen thuộc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng thời gian ít ỏi của anh. Cho nên cái cách anh ngồi ở vị trí nào trong nhà để làm việc, hoặc là cái cách anh sử dụng những cái trang thiết bị nào, thì cho dù nhà của anh ở bên Mỹ hay là ở Việt Nam nó đều phải có tính tương đồng. Đó chính là cái lý do mà anh chọn cái phong cách nó gần gũi với nơi cư trú dài hạn của anh. Dạ, trong quá trình thiết kế và thi công á, thì anh có cảm nhận như thế nào về đội ngũ của bên em ạ? Anh cảm thấy hài lòng. Yeah. Cụ thể hơn một chút đó là anh rất thích cái khả năng cập nhật kịp thời và điều chỉnh kịp thời những cái điều thuộc về cái mong muốn của khách hàng. Cái tính hiệu quả nó nằm ở chỗ đó. Ví dụ như những cái hình ảnh chụp hàng tuần trong lúc thi công. Có những cái trong lúc ban đầu mình nghĩ nó là như vậy, nhưng khi nó lên cái thực tế thi công nó cần phải điều chỉnh chút xíu. Thì tất cả những cái thông tin đó anh đều được nhận kịp thời để mà ra cái quyết định và team thực hiện rất là chi tiết, cụ thể. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng. Chứ không phải là cái sự cứng nhắc khi mà đã quyết định làm vậy rồi không thể thay đổi được. Mà đối với Prestige, mọi chuyện đều có thể linh hoạt và điều chỉnh cho phù hợp. Đó là một cái năng lực rất hiếm có một cái đơn vị nào có thể thực hiện được. Trong cái thời gian mà bên em làm đó thì anh có về đây thường xuyên để xem không, hay là anh chỉ qua xem qua hình ảnh thôi? Không, đây lần đầu anh mới về. Là từ lúc thi công tới giờ? Từ lúc thi công tới giờ anh không có về xem. Có một điều mà tôi cũng muốn nói với những cái anh chị mà đang có cái nhu cầu mà làm nội thất thi công căn hộ này nọ. Rất thú vị ở chỗ là sau khi mà tôi ký vào cái hợp đồng thi công, từ cái ngày ký đó cho đến khi tôi vào ở luôn thì tôi không hề có mặt ở công trình, nhưng mà chất lượng vô cùng tuyệt vời. Thì đó là cái điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với cái tính nghiêm túc trong chuyên môn của Prestige. Và cái đó nó dẫn tới cái sự hài lòng và an tâm tuyệt đối cho tôi. Anh có cái chi tiết nào mà anh thích nhất trong căn hộ này không ạ?
tất cả mọi chi tiết anh đều thích. Dạ. Lẽ ra em phải hỏi là có chi tiết nào anh chưa hài lòng không? Dạ. Vậy anh có thể trả lời câu hỏi đó được không? Anh mới vừa trả lời là anh rất thích. Dạ. Rất thích tất cả những cái chi tiết này, chưa có cái chi tiết nào mà anh cảm thấy không hài lòng cả. Anh khen anh quá. Em cảm ơn những lời chia sẻ và góp ý của anh. Em chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Rồi, anh cầu nguyện cho Prestige ngày càng phát triển nha. Dạ. Cảm ơn các bạn.